Chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo và chỉnh sửa tin nhắn ảnh. Đấy. Thì rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm riêng một cái clip về phần chỉnh sửa tin nhắn ảnh trên Zalo. Đấy. Thì nay tôi sẽ đáp ứng cho anh em. Thì trước khi test phần mềm, tôi sẽ bật cái đồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là trong khi test video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chụp cái ảnh này. Đấy, rồi tôi sẽ gửi sang, tôi sẽ giải thích cho anh em dần dần anh em nhé, anh em chú ý xem clip để tôi giải thích cho anh em rõ ràng. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào Zalo này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chụp lại cái ảnh này, chụp ảnh này. Ok. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy chủ lô anh em nhé. Đấy, gửi sang máy chủ lô này. Ok. Thì máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn ảnh của mình anh em nhé. Ok, máy chủ lô đã nhận tin nhắn ảnh này. Thì bây giờ chủ lô họ đã nhận tin nhắn ảnh của mình thì họ sẽ ok lại anh em nhé. Họ sẽ ghi ok này. Ok, mình đã nhận được ok anh em này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa này. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung trước. Đấy, tin nhắn ảnh này anh em này. Đấy, 77 anh em nhá. 33445566777 đã mình đã gửi cho họ. Đấy, nhân 100 điểm. Đấy, vào ngày là ngày là 17 tháng 3 2020 anh em này, 17 tháng 3 2020. Đấy, hôm nay. Thì tôi sẽ để đây một vài phút và tôi sẽ giải thích cho anh em về cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn ảnh này. Đấy. Thì lưu ý cho anh em về cái chỉnh sửa tin nhắn ảnh này. Đấy, mình đã gửi cho họ cái nội dung tin nhắn ảnh 33445566777 anh em nhé. Đấy, thì bây giờ để mà khắc phục được cái ảnh này để mình chỉnh sửa lại thì thứ nhất anh em có thể là dùng cái công nghệ Photoshop, anh em sửa con 3344 đấy 55 thành cái con mà chúng anh em nhá, nếu mà những con số này trượt. Và một cái cách đơn giản nhất mà anh em có thể dùng là anh em có thể là ghi thêm con là 8899 chẳng hạn anh em nhá, hoặc là một số con khác đấy, chẳng hạn như thế. Đấy. Còn cái phần Photoshop này rất ít anh em có thể làm được vì anh em không am hiểu về công nghệ Photoshop, thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ làm Photoshop cho anh em và gửi lại cái hình ảnh đó cho anh em và hỗ trợ cho anh em chỉnh sửa anh em nhé. Đấy. Anh em kết bạn Zalo vào số này và gọi điện trực tiếp cho chúng tôi 0916514Q4 anh em nhé, chúng tôi sẽ có những nhân viên để hỗ trợ cho anh em làm Photoshop. Đấy, còn cái cách đơn giản nhất anh em không muốn hỗ trợ đấy, thì anh em có thể là ghi con là ví dụ anh em ghi thêm đấy, ví dụ như này anh em ghi thêm 8899 chẳng hạn đấy, em ghi thêm nhá, ví dụ như những số này nó không về thì anh em ghi thêm hai con, anh em chụp lại. Ok. Đấy. Anh em chụp lại anh em nhé. Đấy, anh em chụp lại hai cái ảnh này để một lát khi mà đến giờ kết quả ra mà nó không trúng những con này của mình thì mình ghi thêm những con trúng và mình vào phần mềm mình chỉnh sửa lại cái nội dung mà mình ghi thêm thế thôi anh em nhé, một cách đơn giản nhất. Thế còn anh em muốn mà chuẩn hơn, anh em không muốn thêm số thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu anh em không làm được Photoshop, anh em liên hệ với chúng tôi sẽ làm Photoshop cho anh em. Đấy, và hỗ trợ cho anh em chỉnh sửa anh em nhé. Thì với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được cài đặt phần mềm thì chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề xâm nhập máy anh em và cài đặt cho anh em. Với anh em ở trong nước, khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, bến xe Giáp Bát, đấy, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Khu vực miền Bắc
anh em qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở, anh em cài đặt phần mềm và test trực tiếp phần mềm anh em nhé. Thì đã qua được 2-3 phút rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy, vì cái bảo mật thì chúng tôi không thể cho anh em lộ cái phần mềm cho anh em xem được. Anh em có yêu cầu xem phần mềm, anh em kết bạn vào số này, đấy, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô. Đấy, khi tôi chỉnh sửa ảnh này, đấy, bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa anh em này. Đấy, anh em chú ý này, máy chủ lô không sáng đèn này. Ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Đấy, cho anh em thấy là cái hình ảnh đã được thay đổi thành 8899. Đấy, đấy cách đơn giản nhất mà tôi hướng dẫn cho anh em. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Ok, tôi vào Zalo này. Ok. Đấy, cho anh em xem này. Đấy, mình đã sửa thành 99 anh em nhé. Đấy, giờ giấc này 16:22. Ok lại cũng đồng giờ luôn anh em nhé. Lô 77 mình đã ghi thêm mình 8899. Đấy, cách đơn giản nhất mà tôi hướng dẫn cho anh em. Anh em ghi thêm số anh em nhé. Đấy, anh em này, chuẩn chính xác 100% luôn. Với công nghệ này, với phần mềm cao cấp của chúng tôi, anh em sử dụng, anh em dành đánh lô đề thì đảm bảo cho anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy. Thì anh em có nhu cầu anh em cứ liên hệ vào số này để được tư vấn hỗ trợ cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.